ណាស់នៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាឯតទគៈរបស់ព្រះភិក្ខុនីព្រះមហាបជាបតិកោតមីជាកម្ពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងរតញ្ញូដឹងរិតត្រៃយូគឺបួសមុនគេព្រះនាងខេមាជាកម្ពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាណាមហាបញ្ញាហ្នឹងយតិទាំងខេមា ព្រះនាងឧបលវណ្ណាជាកម្ពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធហើយបានព្រះនាងបដាចារាកម្ពូលខាងត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យណាវិនិយៈធរេនាំងយតិទាំងបដាចារាហ្នឹងហើយចំណែកព្រះនាងធម្មទិន្នីជាកម្ពូលផ្នែកខាងការសម្ដែងពធោ ព្រះទេការសិក្សាប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងនន្ទាដែលមានរូបស្អាតគ្រាន់តែសម្បល់កាយហ្នឹងក៏មានពន្លឺភ្លឺនៅពេលយប់ដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានជួយស្រោចស្រង់ព្រះនាងនន្ទាហ្នឹង ឲ្យបាត់បង់អស់នៅសេចក្តីស្រវឹងចំពោះរូបកាយដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅរូបនិមិត្តហើយក៏ធ្វើឲ្យវាមានវិបរិទ្ធផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅនៅរូបនោះនោះដើម្បីរំលឹកស្មារតីដល់ព្រះនាងនន្ទាហៅថារូបនន្ទាអញ្ចឹងក៏បាន ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រគាថាធម្មបទដោយសិក្ខដីនៃប្រគាថានោះក៏ជាការសម្ដែងនៅក្នុងរូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋានអត្ថេនាងអ្នកក្រាំងកតាំងមង្សៈលោយតលេបណ្ណយថាជារាចមច្ចៈមេណូមខោចោហេតោ ចំពោះកម្មបានសាងឡើងនៅនគរឆ្អឹងបិទបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមនេះគឺជាការសម្ដែងនៅក្នុងរូបកម្មដ្ឋានការអប់រំចិត្តដោយពិចារណាចំពោះរូបដែលជាអសារៈមិនមានជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអីទេសំបី មានការវិចិត្របោកបាច់រចនាយ៉ាងណាដោយអំណាចនៃកម្មនោះក៏វាគ្រាន់តែជារបស់ដែលដាក់បញ្ចុះនៅជារានិងមរណៈព្រមទាំងទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងនឹងដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងជាបន្តទៅថា យថៈជរាចមច្ចៈមេណោមខោចោយតោគឺជាទីធ្លាក់ចុះណានគរឆ្អឹងនេះដែលបិទបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមហ្នឹងជាទីធ្លាក់ចុះនៃជរានិងមរណៈហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយអរូបកម្មដ្ឋានការអប់រំចិត្តដោយបញ្ញាពិចារណាឃើញទោស នៃអរូបធម៌គឺកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងដែលវាប្រកបជាមួយគ្នានឹងនាមធម៌នោះគឺវាបានធ្លាក់ចុះកម្មសរីរៈនេះកម្មនគរឆ្អឹងនេះដោយមានអ្នកមានអស្មិមានអ្នកប្រកាន់អញប្រកាន់ឯងហើយមកខោតការរមិលគុណក
ca mình đăng nơi ốc và ca rạ cấn đại lệ đại tây ban phơ phiệp mình tê sao mòn nó về ban thuệ cho cần nó cô cha ăn đi bầm phơi nơi sẽ đây là o ban lệ đại tây anh ấy cứ chỉ kêu mòn sai rồi bỏ niệm mà thua đại về nằm dốc nơi mình tê sao mòn mọc chỉ muối đại thuệ cho cần nó cô cha ăn đi đây à sai thà miền nước cô chẳng nghĩ anh chỉ tí à sai chỉ tí cả lớn lấy a ru bật hồ miền bay tình yêu khăn sân nhà khăn song khà là khăn đang bị nhiên là khăn cam tham cứ chỉ càng nghe mùi sầm khăn á vừa bật tới đầm bay ập rong tu miền chật cứ chỉ càng nghe đầm bay chùm ra nơi mình tư sai mong rồi bỏ chết cứ miền ca phục vật tới đầm bay troll nơi vật tiếp bầm phứ không ti ngọn nghịch nấm đầm bay ở ban khơi chợ ba nơi ru vật thố nâng niệm vật hồ và này cứ chia cầm mà thàn chấm này về niệm ru vật nôn tiền nâng ốc bạc đi sai rồi ta đòi chỉ đây bát na tăng tại bị sát na presma samput bát tu mật ra nào nó có miền ắt chia sẻ đầm bay cho cam chiên, Brahma samput và ông trung quang nơi chế tập na ram có ban sát tháp bát na, Brahmien non tiền đi anh ao chia cầm pu lơ phi con này chẳng lái này hàng cho cam chiên, treo ở nơi khnông chiên, nơi khnông phi con này chia bàn to tới. Đây là chế ếch tạ tạ kia nó cứ bởi niên sao nà. Bởi niên sao nà nó chế cầm bú lơ phì khẩn này chẳng lái phần này kháng phà rốc nơi sẽ cái đấy chia dìm. Bởi vọt rốc bởi niên sao nà nế có cú ở miên sẽ cái đấy xong về nơi khăn ông rụp cài rôn tàng chì vết đại là phục vật tới nòng phục triệt cầm nạt về ngài rồi hốt nó ban phơi chia mặt đài kề nắng miền ca sầm ra côn đòi tự đọc nè vận tải côn chẳng đọc nữa đi bầm phật mình ban nước rồi lắc hơi đòi upaka ra côn rồi bỏ mặt đài tế nơi đây là mặt đài cha chia rìa tới mình bầm non bát na đầm bay tụm nốt bầm rong mặt đài hốt đào từ bệnh đanh mặt đài mình ơi nơi rùm nâng phía chìa mùi tiệt phòng rồi vọt ở rương nấu cư bởi niên sao na ní cỏ bán bầm pinh nư con ca của sao giang tra hơn mọc hải hai bàn tật tù gặp chìa con bí presma samput patamutara thà nâng bán chia cầm bố lơ vì gần này chẳng lại phần này khang bà rốc nơi sẽ đấy chia dìm bà niên có miên sẽ đấy bật na nơi tầm này ní ở bình chất nâng phí gần này khăn ông sử mây bà đất sử mây xăm bút bà thầm mốt ra nâng ấy để ban tầm này nâng cầm bố lơ vì gần này chẳng lại phần này khang ca bà rốc nơi sẽ đấy chia dìm nâng luôn ấy có bộ bình nơi con ca tù xoan nâng ở dạng trơn đầm bay ở xã xăm là muốn nâng tầm nâng để khuôn anh trời cả cả về vừa không bắt đầu sang xa chỉ mùi khả nâng ca bằng pinh nữ ba đầm mây thua rồi hốt mùi xa em cặp nâng sát sá nà bệ sá mà xăm bút bà rộng mơ cừu này dưỡng có bàn bà đệ xuân thị nơi khả nâng đồ cô xa vật thầy chú mùa nâng sau nà có điệp ca tới miền xoa mấy hay có bàn cầu nắng đọt nè còn bọc bàm còn sợi bàm nè hay có bàn điệp chấm ở miền phê dê xoa mấy ở đây luôn ấy nâng có chà hay trập xâm bạch ấy nâng cô nâng có chơi tới tìm tìa
ឲ្យម្ដាយនឹងចែកគ្នាម្ដាយ chẳng cột nâng cỏ rạp rồng tha nâng chỉnh chân mà đai chẳng đa ôi chẳng mà đai nâng chạy trập sẵn bạch nâng ôi chẳng tới nát luôn lôn mà đai ôi cột chạy trập sẵn bạch chẳng tới mẹ anh luôn mùi tự kịch ấy mà chàn mà nẹ tức là xa mình ôi mẹ có tục chất côn chẳng có chạy kê mô rạc đọt trập sẵn bạch ôi tư đờ từ ở tập sinh bát chân tư còn nó có rồi vui tệ và căn kia từ bên tập màu tập mẹ từ nơi chỉ mui tới nơi khơi nhà máy mà nơi chỉ mui du về đằng chân tới có pole pole chỉ mui mẹ tham máy đôi miên côn được nhầm mui chẳng ai chẳng tới mày nên có đồng kia chết còn nơi từ tư chỉ mui côn sen sen chưa tới từ bàn mà ngay phong kia chết được bồi chẳng thầm mày đôi chỉ miên côn được nhầm mùi rồi chẳng tới mà đài nên quật nực hơi thà côn đọc miên bàn côn là chỉ tì bừng mùi chẳng có chỗ từ cam sập nạ khi cần này thì cần lấy các ban sầm đai anh thô thế này sầm đai anh thô nên mình chỉ thọp ban đạp ban lư ấy thế phần tay ốp bạn đi say miến sầm đai anh bị khăn bị ai dạ tận nạ bị thiệt tới và đôi chia sờ lắc cho ba cho bon nong chết nè mình cu chỉ tục chưa còn qua ấy nâng chỉ vật này thế chẳng tới có chia đẹp lá buộc chia thì cần lấy tới nơi khả năng bị trả nặng ở tập ban buộc tới mình xây chỉ start chấm niên ấy nơi khả năng riêng thua riêng vì này ai có miền ca plem plot tới thì khả này song đã toàn là cầm nơi về để cầm bông để phơi kịch ca nghe từ tu toàn là cầm nấn cồn cái tai từ khến cái chấm ao ai tiệt cái ta mày nâng tay chân tăng phí môn mà ở lời nâng mình tài chạp chứ lấy ấy nóng sạch khá thế tăng phí môn rồi hốt mà đó là lời mệt côn chẳng đại nè bánh tay đôi bà rút nơi sạch đây nâng à nơi bia chùm o chùm on nằm bì côn màu nâng có miên sạch đây sạch xuống về khơi tốt rồi bó sang khá rồi thô để bàn sạch đậm bì rừng khăm bì a dạy tận nạ bì thiệt mà nó nâng việc xong cùng nâng ốc bạc này xáy bì ở tây ta hay việc xong cùng nâng ca bàn sạch đậm thua nâng ta chở bón hay rừng ráo để cụ ấy sạch đậm về nâng cơ về mọc đo chẳng tới cơ mình bàn chia nức khăn nè cơ mình bàn chia nức khăn tự tỏ chất cao ấy chở mùi nâng côn đời sạch đầy tha nó thế nè pro ban bị cha rận nà tới khơi về chuyện riêng ở đâu bao sang khà rạch thô, bà cầm tiền miên sang khà rạch thô nâng cầm tiền miên khăn nâng cả màu trắng về miên ở nà màu chấm o màu lọ lơi lại khai ai ao thế tục tục xen xen chết cơ về mình miên ta nâng nhiệt nhóm bị cha rận nà chẳng đại tới nữa thế nè màu bị dơn cát bàn dơn miền tục ai để thay dơn cát nâng cầm từ từ toàn lấy nâng thả liền thua du hay thả ở miền dơn ngài lấy lực lưu thả dơn thì ra màu bị dơn cát dơn nâng phần chia thay vì mình men kê thế thì dơn nâng bàn đó bàn dịch khăn nâng ai nhai để miền ca son ở mọt tha chỉ dương nô nâng màu bị bắn chỉ khăn nâng được ca tôi chỉ dương dây thà dương cả đói bắn tái bắn chỉ khăn
ញ្ញាបានកំណត់ដឹងប្រកាសច្បាស់ថាវាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលជាតួខ្លួនយើងនឹងឬរឿយមកគឺបញ្ចខន្ធហ្នឹងសម្បីយើងនិយាយថាយើងកើតក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនបានទៅប៉ះពាល់អីដោយសេចក្តីប្រកាន់មមថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងជាខ្លួនយើងឯងក្រាន់តែសន្មតថាវាមិនមែនមកពីអ្នកដទៃទេ មកពីយើងនឹងឯងកើតបានយើងមានទុក្ខសព្វគ្រប់ទាំងអស់តាមរយៈរូបដែលបានឃើញតាមរយៈសំឡេងដែលបានស្ដាប់ឮនឹងវានាំឲ្យមានទុក្ខទោសយ៉ាងណាតាមរយៈក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍នោះពួកអារម្មណ៍ 6 នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដូចជាចោលនៅក្នុងស្រុកស្ងាត់នោះ ចៅនឹងវាចូលមកបៀតបៀនអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកស្ងាត់នឹងចៅព្រោះវានាំមកនៅការស្រឡាញ់ការស្អប់អវិជ្ជាទោមនស្សការណាតោះចិត្តបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ការចង្អៀតចង្អល់ការរវល់ការកង្វល់អីហ្នឹងអាស្រ័យអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកិលេសអកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងហ្នឹងវាអាស្រ័យអារម្មណ៍ មិនដែលមានកិលេសអកុសលណាកើតឡើងហើយមិនអាស្រ័យអារម្មណ៍ទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍នេះប្រៀបដូចជាចោលហើយកិលេសអកុសលដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានៃជីវិតតាមទ្វារទាំង 6 ហ្នឹងដូចជាការបៀតបៀនរបស់ចោលអញ្ចឹងក៏មកអំពីអីថាមកអំពីយើងនឹងឯងមានការកើតមកក្នុងលោកនេះ ហ្នឹងតាមមាននាមរូបចឹងទៅវាត្រូវមានអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងហើយមានភ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះដាក់កាយចិត្តទៅទៅវាមានអារម្មណ៍នឹងឯងដែលជាអារម្មណ៍អបច្ច័យញ៉ាំងសន្តាននៃជីវិតហ្នឹងឲ្យទៅព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយរៀបកៈទោសៈមោហៈហ្នឹង ជាទួតទុកខ្លួនឯងផងហើយជារឹសគល់នៃសេចក្តីទុកវែងឆ្ងាយតទៅទៀតផងអានឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់វាជាអន្លង់ដ៏ធំធេងណាស់នៃជីវិតសត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងគឺរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងអន្លង់ដ៏ជ្រៅអន្លង់ដែលគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ញាដែលបានអប់រំដែលបានពិចារណា ព្រមដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានោះសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិនឹងនាំមកនៅពន្លឺភ្លឺស្វាងដូចជាថាក្នុងទីងងឹតបានត្រួលប្រទីបបំភ្លឺឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបយ៉ាងណាមិញគឺដោយអំណាចនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺត្រូវបំភ្លឺឲ្យឃើញសភាវៈធម៌ពិតដែលត្រូវបិទបាំងដោយភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានោះត្រូវបានឃើញត្រូវបានជាក់ច្បាស់ ហើយក៏កំចាត់បងនៅការវងវែងកំចាត់បងនៅការយល់ខុសព្រោះបានឃើញច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងដោយប្រទីបគឺបញ្ញាដែលកើតមកពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងនេះគឺថាមកពីយើងកើតបានយើងមានទុកយើងកំណត់រឿយៗអញ្ចឹងទៅបញ្ចខន្ធនឹងជាទុកកាលណាបើកំណត់ដឹងបញ្ចខន្ធជាទុក ការកើតនឹងជាទុកចឹងទៅប៉ណ្ណឹងវាអាចស្ងប់រងាប់ចិត្តជីវិតរស់នៅដោយសេចក្តីស្ងប់រងាប់ហ្នឹងគឺមានខ្លឹមសារនឹងព្រោះអាចដើម្បីសន្សំការលះបង់នៅឫសគល់នៃសេចក្តីទុកបានពីព្រោះជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់នេះគឺជាជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងកម្មដ្ឋានជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងការអប់រំទូលមានចិត្តអាចដើម្បីនឹងកំចាត់បង់នៅឫសគល់នៃសេចក្តីទុករាគៈទោសៈមោហៈក៏ត្រូវកំ
nâng cư nâ trăng cà lại nâng ai nâ trăng thà chỉ vết đại Phật tư nâng cư rô nâu chìa mùi nâng cầm mà than rô nâu chìa mùi khnê nâng cao áp rõm tu miền chật xong khăn bầm phót cư chui khuôn ai nâng
Young man, I can't get to be room chewing at the day, diamond chewy clun egg no day. Ring some can, good car chewy clun egg, can't have a chewy clun egg man, I know. Third car chewing at the day, no women lump back. Do chip a girl there. The ban lang rouge and be in long port high. Tang chim hoa mong tam by clun egg high, third item bay. Bọc xe, bọc chơi chui nè đợt tế để cầm bông tại luân phổ nó. À nâng về mình lùm ba thế bộ luân ai nâng về miên ti gần lãnh. Sự rụt búi bọc chùm hồ nâng cư dụ về mòn tom tục luân nâng về nâng hai. Ây bà dân nâng cầm bông tại luân phổ. Chùm mùi nâng khả nhật đáy hơi bằng bánh chui nè đầy luân phổ nó. Vì chỉ ca lùm ba nà. Chùm ca có trớ sạp tới tầng ốc khả nhật. Đời xa ấy, đời xa dương mẹ chúi nâng về ớt miên chùm hồ ấy mòm tóm luôn anh. Cho nên đừng xâm khám cứ ca nghĩ ọp rộng chất. Chỉ vết vật tức đau rút vào căm và than, nâng ạ rút vào căm và than. Bây giờ chúi luôn dương bàn hơi, vậy vậy về mình lùm bạ tế. Sạch lộp chẳng lại chẳng phuông tam ốc bạ đi say. Cù nâng miên ọ vạ tu miên priên bà đại bán, có ạ nó mô tình yêu tới bà thăm mình bàn tế, có mình chỉ ốc chỉ tục mình cùng vô, ấy khăn nông sinh đàn là bà dương đài, bà dương bàn chúi khuôn dương bàn, thường mấy sạch lốt bà bà tế, tam ẩm náy nê ốc bàn đi say. Xung bây tế bà xa mẹ xăm bút, cực cực bà đà ông nô, khăn nông mùi ông có mình á chúi sạch lốt bà bàn tầng ốc đài, bàn chùm vô thì sạch lốt, ná đài miên ốc bàn đi say cho mùi nông bà ông. Nâng chẳng cứ thà sở rộp sạc đầy máu. Dương sạch đập rồi thôi. Chỉ rươi rươi màu này cứ phải giáo. Đầm bây ở chỉ vịt nâng. Phụ vịt tới nơi khăn cam mặt thàn. Cam mặt thàn nâng cứ rút vào cam mặt thàn. Nâng ạ rút vào cam mặt thàn. Rút vào cam mặt thàn cứ ca ọp rộng chết. Đòi nâng nây ca chùm ra anh bánh nhá. Pì cha rả ná nơi cài ní. Đây bà cóp đôi mà há phút rụt buồn. Nâng nâng chỉ rút vào cam mặt thàn đôi chia bởi niên sao nà chẳng hay dạng tiết tha bổ hụ bắt đất ca thê đầy cứ bắt thê đầy để miên con chả ơn chứ một niên sao nà nông cao để miên sẽ đầy chế thê thoa bàn bố rồi nâng còn vô nâng khuôn anh đềm toàn bàn sạp thua đó chứ luôn ai nâng về cha miền cẩm lang thoi cầm kia hai miền côn đã được đọc từng côn na có bình ban chẳng tới cả nực khôi chật nâng nực miền ca tô mình nó vẫn tới đó được ban sẽ đáp thua tới ban chỉ khăn sò thì cái này nâng ban bồng phư ở ban khơi nơi vậy đại vì chỉ được bọc bít nó để thoát để chụp ngục thật luôn anh nhá lấy sập để chỉ rú về từ nia sinh nhà sang khai về nhiên nâng đời hôm nay bình lư này và thua nâng ban bằng phư dân tới có miên chất phước đã đại lớn thoát năm pi ca chụp ngục nơi khăn ông pan chỉ khăn đời và cam tha chỉ luôn anh nâng về on dần đi anh nâng về on dần luôn anh nâng anh về miên dịch đây tục anh nâng về miên cũng học học công chuông dần đi ấy nốt về lúc cùng bắt ớt tớ nơi ở đây để thao chỉ khuôn anh nốt cứ về miền chỉ vết đề vật tớ đòi rút đòi về tình yêu sở nhà sang khai về nhiên tập bình nâng khuôn anh nâng về ớt miền nơi khá nóng khăn này nà đi mùi xót mà là hỏi khơi thà ai tầm bệnh bàn tì bằng hơi bỏ ớt rõm chùm răng bà nhà ở bàn đăng tớ ở bàn chịu cho bạc và cót nơi khăn bàn chỉ khăn nâng tớ và cót chỉ anh bàn tì bằng bàn rùi khuôn này chẳng đầm bay ở ban cho bác lo lõ miên tè thma anh buộc có buộc chiếc thì còn này tè buộc tè nâng có chụp ở tè nâng rương chùm ọ lọ lời thì cột nâng mặt hai mặt tiệt tè bần tay đòi xa ban sẽ đập ra thua vì một màu nâng có ọp rong chật bàn á mình to mình khăn mình khao tè chì mùi nâng côn tè nơi nông cam mặt than thường bố thầy miền bánh giữa khăn nâng anh hay bánh giữa về miền ca chúc bật tiết nơi vây vây sắp cực tầng ốc đôi chìa phèn đây chìa tì thật lệ cho nơi rồi bỏ vây vây sắp cực mình chìm bố thầy tha rồi bỏ xa
miền khlân cổ ốp đôi chiếc ca chơi ấy chạy đam tê rổ bó lửa mọa xa mau cổp nâng sau mong cổ khuệ cổ phỏ ấy cổ ái thật lệ cho lửa phèn đầy dàng ná chứ thăm ở đá bánh chứ khăn đi rồi miền miền thuê bổ môi ưu phânê chứ chị chứ mọc ảnh đáp cài chật rồi phê thê đây sau ná nâng cổ bàn sát đáp bị khám vì ai dạy tình đáp bị thiệt nên chẳng tới cơ bản khơi phụ chỉ chị chỉ mong đáp cai chất nữa về chỉ ti thệ cho nơi robot hàng cai để chỉ à rắm nữa vì mình chẳng qua thì thả rắm nâng lõ à rắm nâng bẩn đất thì nè rắm mình lõ à rắm mình bẩn đất nâng có về chỉ tham về chiết bết tay để thệ cho từ tám cần luôn từ tám khuya nực nực rồi chỉ ru chẳng để một căn cần luôn này chạy khẩu nâng mình chẳng qua thì ru lõ ru bình nết ấy nà ru mình lõ ru bình bình nết có ban một căn cần luôn này chạy khẩu sầm lên nâng còn chẳng để một căn cần luôn này sao tập thuê nâng mình chẳng qua để sầm lên lõ sầm lên bình nết ấy nà sầm lên mình lõ mình bình nết có trâu tại miền cao sẽ cho căn cần luôn này sao tập thuê cái thuê để chịu đối với nó cứ riêng đi về mình men chỉ riêng để trâu khuôn hay ham khoát ba này nàng tay nhá nước bạn đăng chẳng bạn đăng thả còn luôn này chạy khỏi phía rư sao tật phía rư khiên tật phía chiêu hạt phía ca giật phía mà nâu phía ní phía sầm rạp à rôm nâng ấy bần nét rư cực thọc tiệp nàng cứ phía chỉ xa phía rả nạ sầm rạp à rôm từ tới đấy một căn còn luôn này phía nụ nụ chẳng càng na để ban bị cha rả nạ chẳng tới có miền ca ọt rồng chật bán nơi nông ai dạy tình nạ nụ nụ khởi thảo vì chỉ được bót xa thê rả nạ xâm rạp à rõm đấy đây mà cần thuy vì chỉ xa thê rả nạ bạn ấy thật vì tu tư xâm rạp à rõm nâng ấy đây mà cần thuy nụ tu chía ổ đâm rả nất rư cờ sợ môn thao tiệp dạng ná cứ thảo vì xâm rạp à rõm nụ hai vì ọt miền nơi nông ẩm ná nơi bọc quờ ná chưa mình chắc chặt chánh đồng bây thà ao dạng ní ao dạng nụ tê nâng bản nhà nâng ban khơ như vậy vậy đây chỉ xong tha rồi thua nâng chẳng nó tiện mình men luôn ai anh chỉ nẹt phơi cát lang hay còn mình men nẹt được tì na chỉ nẹt tạ tành ao đấy ở vậy để miền bạch cháy có cát lang rồi bứt từ tam bạch chảy ní chỉ sạch chợ thua để tới ập rong bản nhà đầm bay ấy đầm bay cầm chặt băng nơi kia là nguồn khơi ạ vị chia đây về non máu nơi kia lấy từng lai xèn xèn nữa rồi nắng cứ ca chầm ra anh tành nhà khơi sang kha rồi thua nắng ấy mình nơi không mầm na giờ vây tầng óc bàn tay về bộ trật tới về cả láng ẩm pí bạch chảy rồi nắng bàn khơi chia ẩm nọt ta đi sang kha rồi thua nữa chân tư có tăng sẽ đây chia diêm lớn rồi ôp bàn đi say đầm bay bờ rục sẽ gây chi diêm nâng miến bên đen sau na nâng từ khi còn đây sang nâng anh ơi đầm tức ơi đầm tức đầm bay khi còn đây sang nâng anh bàn ngột tức cả đời nốt sông bay nở pe lại cầm bông đầm tức nở nong rồng phơi nâng có miên ca bòi cam chim ra ơn nở à cà rạ sam sập tỷ để chỉ kêu mình sạch chỉ cường tạ đầy cầu nụ phóng hay chỉ rụp và thiết chỉ thiết mình đắc nụ phóng mà mình sọ chẳng lai rôm chẳng lai cái chọ chẳng lai thông minh chẳng lai sạch bạch sạch say chẳng lai ấy chẳng đến hết đến nà, chẳng chẳng lai khu khăn ông chẳng ấy nâng nâng à cà rạ xàm sạch tì nâng mình bạn tự vây thiết đại chế sạ xong phía rẻ bạn tự vây nâng nó phê tới ấy à bào thiết sạ xong phía rẻ à bào nâng miền đọc bì chìa chìm bò rì cầm nè phía bình nì ọc rong chìm ra ơn ơi mù chật nơi khăn ông à rong nốc nốc nâng cư chìa cạp chìa chìm ọc rong chìm ra ơn đợi bọc niên sao nà nâng xung bây nơi bê lại cũng phung đâm tức tức mình toàn phụ nâng có chết tại đá chọc đá lăng nơi khăn ông rong phương nâng nâng rút đây chìa chìm chọc chìa nếch mau bì ấy mau bì nực sẵn vệ nực sẵn vệ nâng xong tha rồi thua đấy cạp màu nâng nôm dục sẽ đây tục mau chìa mùi nâng dàng chả ra nâng
nằm khơi cái đây tục để cất là mấy cứ mình men cất máu bị nẹt ở tay na tầng o mình men côn nâng nẹt phơ ao tê mình men nẹt ở tay na chỉ nẹt phơ ao đai hay khuôn ai nâng cơ mình men chỉ nẹt phơ ao khuôn ai vì pro cả cất là này rúp này về tịch này này sanh nhà này sang kha này về nhiệt này ai để bạn sẽ đáp khăn pram vì phi cái này xem đây nhà sẽ đáp món có khơi thả cái tục từng ngọn nâng để tay cất là prom rum chỉ mui nâng pan chỉ khăn để cất nâng chặt nâng có ngọc rồng ngọc nâng mình xem lần tục nẹt đất tê mình đầm bay nâng khăn cào tròn cùng nung ấy chỉ mui nâng là ná có ọc rồng chất ở nơi chỉ mui nâng cam mật hàm nâng a rồng cam mật hàm nâng a cà rạ sam sập pi nâng hãy có rút đây chi diêm na giang nó khơi thả anh nâng buộc nâng vây cha hơi mình trời bờ mát phê bà hai tê nâng chẳng trời phăng prai tòng dược nơi cam bạc tha này nà nị mùi còn nàng đôi đây phăng prai chi diêm ập rầm tu miên chết ở nơi khăn ả rầm đài chi ả rầm nằm ở miên thịt đây ngọp nô rồi chi sạ xăm phê rẹ rồi bạc bạc thở vấy có xong cú đầm bay chọn chất ai mùi lực nông ả rộm nâng sẵn xong phía rẻ ạp bao có xong cú nâng chọn chất ai nực nông ả rộm nâng để miền sạch tệ chức rương chọn nâng có ngọp rộng ngọp nâng chẳng tới bởi bật đầy chìa dìm không bằng bằng vì cha rộng mà thật mà anh buộc chả hơi bàn sạch đạp bật thô để bật đầy miền phía bóng trung trá xâm đầy màu của tập chi chiêm đầm bề ban khơi cho bài nơi bờ thua để bờ ông trung ta sầm đầy nâng miền sma đây chẳng nè miền sma đây thằng mà anh để buộc cha hành chẳng của tập chi chiêm bờ thua na để bờ ông bờ để miền phía bờ ông trung sầm đầy mau nó cua để bằng tay ở ban khơi cho bài nơi thua để bờ ông trung sầm đầy nô nâng thua để bờ ông trung ta sầm đầy đôi chia thằng khăn pram a yết đà nạc đập phi thiệt đập bầm bay ấy nâng cứ bỏ ông trông xâm đàn cả nà cun cha yết nhóm nâng có riêng chạy màu phần tế đây bởi niên sao nà phi cha rà nà khơi nhau thả cú thể bằng bằng chìa diêm ở khơi nâu thua để bỏ ông trông ta xâm đàn nâng ạ ta khơi nhà mạch tử khơi nhỏ khơi nhỏ ba thả chìa khăn pan chìa cạ mên nâng về mình mên rụp chìa khluôn dương nâng về tình nia sả nhà sang kha về nhiên mên nâng về mình mên về tình nia chìa khluôn về mình mên sả nhà nâng chìa khluôn dương sang kha về nhiên nâng về mình mên chìa khluôn dương mên nâng nâng chìa cáp chìa chiếm được rực tư đầm bây ở khơi chìa vịt ní và cọp đòi rụp về tình nia sả nhà sang kha về nhiên tam để bỏ ông trung ta sầm đầy nhô cầm chặt băng nơi sạc đầy và căn đòi mê cha tịch thệ đời ca vùng ven đời ca mình đăng ở ca đời chu mà hơi thả anh thả khôn anh nếu không chặt bóng ở đây đầm bấy ở bán chạy và cất chạy ba nơi nơi khăn ông khăn đi để bảo ông trung sầm đầy máu nó chỉ ăn mặt ta nữa rút về tình yêu sinh nhà sang kha vì nhiên miền men thầy sập được quên mình miền nữa nằm ai dạy tình nạn đập pi thiệt đập bầm bay nâng và cất men nữa nâng đại tình niên sau na cha na ta cua tại prang prang chi diêm ở khơi từ tam bờ thua đại bảo ông trung ta sầm đầy nô cầm phong tại bờ rúc đại chi diêm con chết tầm bay ở ban và cất cho ba nơi thân ông thua đại bia đầm miên phía bảo ông trung ta sầm đầy nô bia đầm miên phía bảo ông cất trung ta sầm đầy nơi bờ thua đòi bảo ông bình chân nơi quần lư cho con răng xây em bị bởi vô rạc cái từ trong chùm buộc bởi niên sau ná đại cầm phung thầy bằng phần chìa chìm hạ đôi chìa bởi ông cầm phung bởi gót nơi chùm buộc mốc bởi niên sau ná rồi tới bởi ông cơ trung ta xâm đại nơi bởi kia tha thò mở bọt nơi khi nông bởi thò mở bọt cơ miên bởi rộp rương bởi niên sau ná này ấy để chùm mô tha bởi hữu bọt ca thê đây nông bong trong sầm đầy thay vô chạ vát sạ sạ tăng chi về ta sạ tao thăm ở một đầm măng ê ca hăng chi vị tăng xa giáo mà ta sạ tao thăm ở một đầm măng nè vô chạ vát sạ sạ tăng chi về ạ ta sang thăm ở một đầm măng ê ca hăng chi vị tăng xa giáo
ធម្មមុតតមន្តនឹងប្រកាសថាដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនោះដោយសេចក្ដីថាបុគ្គលដែលបានឃើញនៅធัวដ៏ដំប្រណិតទោះជាជីវិតរស់នៅបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរជាងបុគ្គលដែលមិនបានឃើញនៅធัวដ៏ដំប្រណិតនោះរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំ ព្រះអង្គសម្ដែងមួយប្រកាសថានឹងឯកាហង្ជីវិតំសយោបស្សតោធម្មមុតតមង្គឺថាអ្នកដែលបានឃើញនៅធัวដ៏ដំប្រណិតធัวដ៏ដំប្រណិតធម្មមុតតមង្គនេះគឺអ្នកវគ្គលោកត្រៈធัวណាចឹងមគ្គ4ផល4នៃពានមួយនេះមានសត្តាបត្តមៈសត្តាបត្តផលជាដើម ជាមួយគ្នានឹងព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតៈធัวនឹងដែលបុគ្គលណាបានឃើញនឹងបស្សតោធម្មមុតតមង្គណាបុគ្គលដែលបានឃើញនឹងគឺថាឯកាហង្ជីវិតំសយោសម្ដីជីវិតនឹងរស់នៅតែមួយគណៈមួយភ្លេតមួយថ្ងៃអីហ្នឹងប្រសើរជាងបុគ្គលដែលមិនបានឃើញនៅធัวដល់ប្រសើរដល់ដំហ្នឹង អបស្សង្ឃធម្មមុតតមង្គតែមិនបានឃើញនៅអ្នកវគ្គលោកត្រៈធัวហ្នឹងសម្ដីមានជីវិតរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ដោយណាយោចវស្សៈសតាំងជីវេណាបុគ្គលឯណាក៏ដោយឲ្យតែថាមានជីវិតរស់នៅដែលមិនបានឃើញនៅធัวដល់ដល់ដំប្រណិតហ្នឹងតែរស់នៅយូរអស់រយនៃឆ្នាំគឺ มันประสาเตสิกะไดนี้คือพระองค์ตรงตรัสสงสัยบัญชีឲ្យឃើញជីវិតប្រព្រឹត្តទៅជាទុកសម្បីរស់នៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយអស់រយនៃឆ្នាំអស់ពាន់នៃឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែកាលដែលមិនបានឃើញធัวក៏មិនបានកំចាត់បង់នៅរាគៈទុសៈមោហៈពេលនេះជាគ្រឿងក្តៅក្នុងសន្តាន មឡាយជីវិតនឹងត្រូវបានរស់នៅជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះកាលណាបើជីវិតនឹងឯងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខ10ឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំក៏ដោយ100ឆ្នាំក៏ដោយតើជីវិតនឹងប្រសើរយ៉ាងម៉េចទៅយើងដែលគិតថាចង់ឲ្យបានរស់នៅយូរប៉ុន្តែជីវិតដែលរស់នៅយូរជាមួយគ្នានឹងការដែលមិនបានឃើញនៅធัวតើ យូជាមួយគ្នានឹងសុខឬក៏ជាមួយគ្នានឹងទុក្ខកាជីវិតយូជាមួយគ្នានឹងទុក្ខតើវាប្រសើរត្រង់កន្លែងណានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវាមិនប្រសើរទេប៉ុន្តែដែលថាជីវិតនឹងប្រសើរនោះគឺជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាដែលបញ្ញានឹងបានឃើញនៅធัวដ៏ឧត្តម បញ្ញាបានឃើញនៅធัวដ៏ឧត្តមរមែងរំលត់នៅកិលេសជាគ្រឿងក្តៅកណាគុណចាស់ជាយាមស្ដាប់ព្រះធម៌ជាយាមប្រព្រឹត្តបដិបត្តិព្រះធម៌អប់រំទូលមានចិត្តឲ្យនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទោះជាចិត្តនឹងឯងវាកម្រើកញាប់ញួរវាមិនព្រមនៅជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចិត្តប្រឹងប្រែងជាយាម ដើម្បីនឹងអប់រំទូលមានចិត្តមិនមែនជាការងាយងាយស្រួលស្រួលទេដើម្បីឲ្យចិត្តនៅជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានណាទេដូចជាដាក់ផ្លែត្រឡាចលើខ្នងសេះអញ្ចឹងវាមិននឹងណូអីទេសេះវាបោលទៅហ្នឹងឬក៏ដូចជាត្រីដែលនៃព្រៀនចាប់ស្រង់ទីទឹក បោះឲ្យទៅនៅលើគោកអញ្ចឹងត្រីនឹងរមែងបំរះនានាស្ទុះស្ទាឆ្លេឆ្លាយ៉ាងណាសភាពនៃចិត្តដែលកណាគុណចាស់ញាតិញោមដើម្បីលើកឡើងកាន់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននិងបំណងកាត់ផ្ដាច់នៅចំណងរបស់មីសភាពនៃចិត្តនឹងវាញាប់ញួរវាស្ទុះវាស្ទាវាឆ្លេវាឆ្លា มันងាយអីបានទៅតាមបំណងប្រាថ្នាថាឲ្យចិត្តនឹងឯងនឹងនោនឹងធឹងដើម្បីបានតម្កល់មូលមិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានសំងំដោយសេចក្តីសុខស្ងប់នោះឯណាព្រោះចិត្តនឹងវាមានឧបនិស្ស័យមានប្រកដីធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីអាល័យ
đôi chè trái để vật lọc nơi thực nông tất chẳng đó năng dạng ná thăm bà ba chất tùm mê anh thật lệ cho nơi khả nông à rộm đây chỉ khương bao pra rụp xùm lên khả lần rô phao thập bẹ đôi chô chất thả sốc thả sập bái thả ri thả rê nâng mà hỏi có về tay nấp tự ti cả lại nốt đây chỉ cần lên à lo hẳn lại chẳng chìa ca để trời ọp rộm tùm mê anh chất đừng bê cặp vào đất nơi khương à lại rồi bỏ chất đừng bê ấy bàn kê trên chuộng nơi rốt này sẽ đầy ngọp khả nông à rộm này cầm à tha nữa cái đập riệp ban đôi chỉ đặt tờ lại được non sẽ rứa có bụng nút đôi chỉ này priền này sa bỏ tay thì non tức mau lơ cột chẳng anh nông dân có tới để đăng phong đá bán chỉ tới cuông nơi sẽ đây chỉ diêm tới đăng thả cả nấy bờ mình miền nơi sẽ đây chỉ diêm mình miền nơi bị để giật thịt ba làm bề ban sầm rạch thì nếu cứ thà Phật cất chiêm mình sầm rạch lại chẳng còn ở thua cứ đây chia diêm đi miền cầm lắng chui nông ca ở trong tu miền chặt nâng ở bậc Phật tử ban đòi nơi ca liệt bằng nơi chùa từ kỳ lễ ca một quân để đầy trăm sầm ngâm đọc chọp nơi nông sơn đan ở ca lợi du mà hơi nước ở về miền ca ngút hụt hành từ ở từ chia chặt bình đất ụt đâm chẳng cứ nơi khả năng sẽ đầy nếp rơi mà xâm phút và ông trông trang sử xa chỉ vết để rốt nơi và có đầy bằng nhá là chỉ vết nơi xâm bê rốt nơi mà phết cả đói mà phê mà cả nạ mặt ngay ấy nâng viết là xa chiếm chỉ vết để rốt nơi ở rồi này cho năm đây về màn khơi thua nó rồi chỉ vết đây màn khơi thua rốt nơi chỉ mùi tay nâng riêng kia tôi sợ mô hạ kỳ lê chỉ cường cả đáy hay có mình miên ban ở vậy chia bị giáo khlâm xa cho nông mùi chết mùi cầm nạt lại rồi chỉ miên vô miên xa miên trọc xâm bát buộc mộc buộc mặt ấy nâng gàng ná có con ta chỉ ca chú rùi chỉ bói khăn ông sân nàn ở chất rồi bọc luôn ai như rỉ rỉ lịch luôn tay tập bật nọc rồi bọc đằng ơ có nâng cầm kê rìa tớ rồi luật sạp xôn tớ ơ mùi chiết mùi cầm nợt nơi sân xóm cầm bì về rìa nơi sân xóm kỳ lê rìa kia tư xạ mô hạng nông sân nàn rồi bàn thật lệ chô nơi khăn ông chú rùi cứ chiết cầm nợt để trời ca bình tòn ngờ ngất xôn xóm nơi khăn ông chú rùi này chiết cầm nợt nốt pro ạ vì chiết chỉ khương bật bằng nàng tổ chế miền liệt miền vô miền bon miền xạ buộc mộc buộc mật chia mình đâu chia tê và đa dạng ná coi chúa ta nơi không chúa đau ngổn nghịch để từ ạ về chia chỉ kêu bật bằng bàn tay lấy miền về thôi chỉ kêu bằng phư bằng hai nơi phư đầm bể bàn từ can ti bằng hot tốc nữa ở bàn ruồi chẳng bị chia cầm nát chẳng từ phút bao để sạt giường nàng anh có phẳng trái đầm bể kêu chỉ chữa nơi ruồi về thôi để ព្រះធម៌ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះយើងនៅមានថែមទាំងតិជារបស់យើងក៏អាចនៅស្ដាប់ឬភ្នែកក៏នៅអាចតម្បែងមើលឃើញគម្ពីរក្បួនច្បាប់អញ្ចឹងជាការដែលយើងទៅញើបញ្ញាប់តម្បែងនឹងអប់រំទូមានចិត្តឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យជារបស់មានតម្លៃជារបស់ដែលអាចតម្បែង ជួយខ្លួនយើងនឹងឲ្យបានរួចអំពីភាពនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមួយប្រគាថាចំពោះព្រះនាងសោណានេះមានប្រយោជន៍ណាស់ដែលអាចជាទីពឹងសម្រាប់ព្រះនាងសោណានឹងបានសម្រេចនៅការអស់អាសវៈកិលេសបាននឹងដូច្នេះ ចំពោះព្រះនាងរូបនន្ទាបានអស់អាសវៈកិលេសក៏ដោយការបានស្ដាប់មួយប្រគាថានឹងដែរណាប្រគាថាដែលសម្ដែងពីរូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋានអដ្ឋេនាងអ្នកក្រាំងកតាំងមង្សលោតៈលេបណ្ណយត្តចរិយចមៃចោចៈមេនោមខោចោហិតោកម្មនឹងបាន ធ្វើបានសាងនៅនគរឆ្អឹងបិទបុកលៀតទៅដោយសាច់និងឈាមជាទីធ្លាក់ចុះនៃជរានិងមរណៈមានអ្នកនិងមខៈការមិលគុណមខៈនឹងក៏បានអស់អាសវៈគិលេសហើយចំណែកព្រះនាងសោណាក៏បានស្ដាប់មួយប្រគាថាយោចវស្សសតាំងជីវេអបសង្ធម្មមុតតមំឯកាហង្ជីវិតំសាយោបសតោធម្មមុតតមំនឹងបុគ្គលដែល មានជីវិតរស់នៅសំបីតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបានឃើញនៅធัวដល់ឧត្តមប្រណិតជីវិតនឹងប្រសើរជាង
បុគ្គលដែលរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំហើយមិនបានឃើញនៅធัวដល់ 10 ប្រណិតនោះដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្ដីនេះកណាមគុណម្ចាស់ក៏អាចដើម្បីនឹងមានឱកាសអប់រំទូលមានចិត្តបានហើយនៅក្នុងព្រះធัวព្រះវិន័យ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ច្រើនទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់សត្វនៅក្នុងព្រះសត្តនបិដកក៏មានឱកាសដើម្បីនឹងសិក្សានិងក្រេបជញ្ជក់ដើម្បីថាត្រង់កន្លែងណាសំអធិស្ស្រ័យសំតាមឧបនិស្ស័យក៏បណ្ដោះបណ្ដាលនៅស្ដីព្យាយាមអប់រំចម្រើនឲ្យបានឃើញច្បាស់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង ពីប្រពិតមែនតែយើងបានស្ដាប់ឮមកហើយពីខណ្ឌអាយតនៈធាតុអីចឹងប៉ុន្តែអវិជ្ជាវាបិទបាំងមិនបានឲ្យឃើញប្រកបច្បាស់ថាជាខណ្ឌអាយតនៈធាតុទេវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនអញនឹងចឹងអញត្រូវតែបាននេះអញត្រូវតែបាននោះអ្នកដតីនឹងឯងនិន្ទាអញអ្នកដតីនឹងឯងស្អប់អញអ្នកដតីនឹងឯងខ្មាស់តេះដៀលអញអញអន់ចិត្តណាស់អញខឹងអញក្រោធអញស្អប់គេអញចង់គំនុំគេអីទាំងអស់ហ្នឹងមកអំពីមិនបានជាច្បាស់នៅព្រះធម៌ដែលព្
sắp tục ấy nó dàng nà. Phần trái đó từ dân ban áp rộng cho bạn bà nhà rưỡi rưỡi. Xong bây tệ lời ní, cứ miên tệ rưu về tình yêu sở nhà sang khá vị nhiên. Cả nà bà rưu mình mên chỉ khuôn dân về tình yêu sở nhà sang khá vị nhiên mình mên chỉ khuôn dân nữa. Ta miên khuôn dân người nà ban phơ khâu hơi. Hơi nàng miên khuôn dân người nà đầm bây sắp tục dân mấy khăn ngà nà cốt. Nếu cứ chỉ lên đặt hàng, chưa cần lại mũi xâm rạp dân buôn, ông bí sẽ đầy tốc. Nâng, tiếng tốc nóng ở Tây Đạc Cá, có mình ở lọc, mình ở lại, mình cả đau cả hai rồi vậy vậy. Tiếng tốc nóng ở Na Cuột nâng ấy, có mình ban đầm bay nâng miên sẽ cả đây, sân rẽ như thằng rây đầm bay nâng chụp ngục ấy đầm bay và cam tạc luôn nâng tự tu nâng sẽ cái đây tục nục nục rư rì rì chỉ mùi khá niên nâng à nà quật dàng nà nó có tê đáy bị bố nông pa chữa bọn ní bột bò rì sát nâng miên ti bưng ti buôn ti chỗ để hào thật lên là thàm thì lên là thàm nâng bị miên tạc tam phía tiên phổ mùi chân phía bà nê cầm miên lên là thàm cho lên này xâm rạp buôn bố bà nhá bàn khơi chất bạc. Nếu vì thầy chết để cả lãng đăng nơi ả rộm nụ ấy và cót phụ mến chỉ sắp và cơ tư luôn nè đăng nơi ả rộm nụ nụ. Nếu vì mến cái là anh buôn nè bàn thịt ở đây thả. Vì mình mến chỉ luôn nè tự tư nơi ả rộm tê. Chẳng vì anh mến cái là anh buôn phát một bí lộp nền nâng. Ấy, phá lời tự chịa, phá lời chấm học, phá lời nạp, phá lời cây nâng, phá lời chất có mến lên là tham cái là anh chấm ra buôn đôi khi nè đá. Nà đôi chỉ nơi khăn ông phùm sọc nâng miên ca chợ băng thì ấy nâng dàng nà nè sọc chị đấy thơ lên là tham nâng cần lãnh chậm rạp bốn dàng nà khăn ông lâu của mùi ní có miên cần lãnh cổ thân ạ cần lãnh cổ thân ạ cần lãnh trao cần lãnh khăn cần lãnh chậm băng cặp chắc mình chẳng quật bò địch sát miên sở tập ở tham bốn nâng cứ chỉ lên là tham bộ ban khơi cho bác chỉ rụp ở thô nâng nghe mà thô bộ vật tới tam phơi phế rụp ở thô nâng nghe mà thô tam phơi thì chỉ phơi chỉ móc lên na phơi cay nâng phơi chết đau yểm na sẽ tập tham tạ thì bắt giang này ấy chúng ta chỉ lên là tham chưa cần lấy chỉ mà bưng chỉ mà buồn rồi khuôn nằm đi lâu của mùi nè nâng tập tham này ấy để bỏ trong ta sầm đai ở bột bò thì sắp ấp rong chỉ mà ăn rồi rồi đầm bấy miên khuôn ấy nâng chỉ tì bưng nâng nông sẽ đây nếp cả na quân bị chặt chân bên em sau nà nâng các bạn phẩm đại chia bà thê đây kiệt thả nơi khăn ông bà thê đây kiệt thả nà bàn chạy cạn đi bạc bàn phẩm đại thả à thầm anh nâng bàn phẩm ra côn đọc ẩm phí xe rầy rã cư rụp nì là hai thầm anh nâng có cọng kìa miền cầm lăng thôi thầm anh các bạn chô tất căn phẩm nạp hị cần này mùi rụp. Lâu có bạn xâm đại anh khăn ai dạy tình nạ thết ai là thầm anh bạn sợ đập. Thầm anh bạn sợ đập hãy cử trị đẹp thoát cao sợ buộc. Nếu bây là thầm anh gặp công tự sắc xa đôi tay sắc khá. Thầm anh gặp bạn chùm riêng nơi tập bệnh chạy khổ. Bạn nơi bọc bê nỉ viết bạn đăng tì ca đế thật lọc.
ហើយក្នុងកាលមុនហើយអាត្មាឯងបានតម្កល់ចិត្តមន្តតំល្អចម្រើននៅអនិមិត្តវិមោកអាត្មាឯងក៏បានសម្រេចនៅវិមោកគឺការរួចផុតអំពីកិលេសបន្តអំពីសម្រេចនៅមគ្គ 13 ឬក៏នៃបញ្ញខណ្ឌនោះអាត្មាឯងបានផ្ដាច់ផ្ដែលហើយអាត្មាឯងមិនមានសន្តហាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្ថុដែលតាំងនៅគឺខណ្ឌបញ្ញកៈនេះទៀតឡើយភពថ្មីមិនមានទៀតឡើយនៅក្នុងប្រទេសរៃកេថាហ្នឹងគឺបានសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីកម្មដ្ឋានដែលបានអប់រំចម្រើនដោយអនិមិត្តវិមោកគឺការចម្រើន ក្នុងសង្ខារធัวដែលមិនទៀងរោគនៅនិមិត្តថាទៀងនោះមិនមាននៅក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលបានស្ដាប់អំពីព្រះភិក្ខុនីមកនោះនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណាពុញ្ញចាស់ទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងមេដកផ្នែកយើងលេខ 16 គឺជាកម្មដ្ឋានដ៏ល្អណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរទៅនឹងព្រះអនន្តក៏ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅប្រធัวដែរព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់សួរហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពិសាចនីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាក់អនន្តបុគ្គលកាលពិចារណានៅខ្លួនតើពិចារណាដោយហេតុមានប៉ុន្មានប្រការម្នាក់អនន្តបុគ្គលកាលពិចារណានៅខ្លួនរមែងពិចារណានៅខ្លួនដែលមានវេទនានេះឯងដោយហេតុ 3 ប្រការ ទី1បុគ្គលការពិចារណានៅខ្លួនដែលមានវេទនានេះឯងថាវេទនានឹងជាខ្លួននេះមួយយ៉ាងទៀតបុគ្គលការពិចារណានៅខ្លួនដែលមានវេទនានេះគឺមិនពិចារណាវេទនាថាជាខ្លួនទេប៉ុន្តែពិចារណាថាខ្លួនជាអ្នកមិនទទួលនៅអារម្មណ៍នឹងទី 2 ទី1គឺថាពិចារណាឃើញនៅវេទនានឹងជាខ្លួនហើយដល់តែទី2គឺមិនពិចារណាវេទនាថាខ្លួនទេព្រោះខ្លួននឹងមិនទទួលនៅអារម្មណ៍នឹងគឺពិចារណាឃើញថាខ្លួននឹងមិនទទួលនៅអារម្មណ៍បានដល់ការពិចារណានៅរូបថាជាខ្លួនព្រោះរូបមិនទទួលនៅអារម្មណ៍អានឹងទី 2 ហើយទី3នោះបុគ្គលការពិចារណានៅខ្លួនដែលមានវេទនានោះមិនពិចារណាថាវេទនាជាខ្លួនទេហើយខ្លួនមិនទទួលអារម្មណ៍ក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែខ្លួនជាអ្នកទទួលនៅវេទនាវេទនាធัวគឺធัวដែលប្រកបជាមួយនឹងវេទនានេះឯងជាខ្លួនអញនេះបុគ្គលដែលពិចារណានៅខ្លួនដែលមានវេទនានេះរមែងពិចារណាដោយហេតុ 3 ប្រការនេះយ៉ាងនោះបើបុគ្គលពិចារណាឃើញថាវេទនាជាខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនេលអនន្តតើវេទនាណាមួយជាខ្លួនព្រោះវេទនាវាមាន 3 វាមានសុខវេទនាវាមានទុក្ខវេទនាវាមានអទុក្ខមសុខវេទនាហើយវេទនាវាប្រព្រឹត្តទៅមានរូបជាអារម្មណ៍សោយនៅរូបជាអារម្មណ៍ដោយឡែកផ្សេងហើយវេទនា ហើយវេទនាសោយនៅសម្លេងជាអារម្មណ៍ដោយឡែកផ្សេងទៀតមិនមែនវេទនាតែមួយទេវេទនាមានក្លិនជាអារម្មណ៍នោះផ្សេងវេទនាមានរសជាអារម្មណ៍ផ្សេងវេទនាមានថតថាពៈជាអារម្មណ៍ផ្សេងវេទនាមានធម្មារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងកណាពុញ្ញចាស់កាលដែលពិចារណាកំណត់ដឹងនៅវេទនារមែងឃើញវេទនានេះឯងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអំណាចការសោយនៅអារម្មណ៍ นั่นคือเวทนาสอยในรูปที่อารมณ์ได้ไล่ផ្សេងเวทนาสอยในสำเร็งที่อารมณ์ได้ไล่ផ្សេងจนกาลก็สุขสบายริเรจอยู่ในรูปได้จิตติปัฏฐานจิตติเป็นจิตទៅจูนก็โตมนัสฐานฐานจําพวกรูปโดยที่รูปได้เศร้าหมองรูปได้สมอกโกรกจังเติอันนั้นคือจะการสอยอารมณ์ได้ไล่ផ្សេងที่การสบายริเรจนกาลก็ประเงยประเงยธรรมดาจําพวกรูปទៅ ហើយចំណែកការសោយសម្លេងជាអារម្មណ៍នឹងវាផ្សេងទៅទៀតជួនកាលក៏សប្បាយត្រេកអររីករាយនឹងសម្លេងនឹងចឹងទៅជួនកាលក៏ថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈទុកតោមណោះនឹងសម្លេងនឹងចឹងទៅដូច្នេះការសោយអារម្មណ៍វាមានច្រើនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើនឹងថាការសោយអារម្មណ៍ឯណានេះមួយជាខ្លួនយើងជាសត្វជាបុគ្គលជាអញ្ញ
ខ្ញុំមានសុខវេទនាជាមួយគ្នានឹងកាមវេទនាជាមួយគ្នានឹងកណ្ណាតគុណចាស់ក្តីញាតញោមបងប្អូនជាប្រុសជាស្រីនឹងក្តីនោះនឹងដែលមាននោះក៏ព្រោះអាស្រ័យខណ្ឌបញ្ញកៈប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងការស្រាវជ្រាវរៀនរកសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យឃើញថាតើខណ្ឌបញ្ញកៈឯណានីមួយខណ្ឌណាមួយជាខ្លួនយើងនឹងវេទនាកាលណាបើពិចារណាឃើញថាវេទនាវាមានច្រើនណាស់មានសុខវេទនាជាមួយគ្នានឹងសោមនស្ស មានទុក្ខវេទនាជាមួយគ្នានឹងទោមនស្សជាមួយគ្នានឹងឧបេក្ខាវេទនាធម្មតាធម្មតាតើវេទនាឯណាដែលថាជាតួខ្លួនយើងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងវេជ្ជនេះទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាមិនគួរប្រកាន់មិនគួរឃើញនៅវេទនាឯណានេះមួយថាជាតួខ្លួនឡើយព្រោះវេទនាវាមានច្រើនវេទនាឯណានេះមួយកើតឡើងសត្វតែមិនទៀងវេទនាទាំងអស់នោះ គឺសត្វតែមានភាសៈជាបច្ច័យកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យបច្ច័យជារបស់ដែលតាក់តែងទៅដោយបច្ច័យជារបស់អស់ទៅសូន្យទៅបាត់ទៅមានឋិតថេរនៅដើម្បីថាជាខ្លួនយើងប្រកបវិជ្ជាក្នុងវេទនាឯណានេះមួយឡើយនេះប្រកាសណាគុណចាស់ឥឡូវនេះក៏កំពុងសោយអារម្មណ៍នេះហ៎សេចក្តីដឹងខ្លួននេះមិនមែនជាយើងនេះគឺជាសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈនេះដើម្បីលះបង់នៅអវិជ្ជាដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់នេះគឺឃើញការ
ដែលវាជាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេតើវាជាអ្វីហើយបើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកំពុងតែមានកិច្ចមានលក្ខណៈគឺការដឹងខ្លួនកំពុងតែដឹងនៅអារម្មណ៍នឹងវាមិនមែនជាយើងនោះនេះគឺជាឧបាយដើម្បីរួចពីវដ្តសង្សារដូចជាការដែលដល់ពេលវេលាត្រូវរួចអំពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងជាបដិបត្តិមួយដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខ ហើយចំពោះបកលដែលមិនប្រកាន់ថាវេទនាជាខ្លួនទេព្រោះខ្លួនមិនទទួលនៅអារម្មណ៍នេះគឺប្រកាន់រូបថាខ្លួនតាមពិតសេចក្តីនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាចំពោះរូបខន្ធសត្វដូចជាដើមដូងដើមស្នោទ្វារពងអួយដែលជារូបខន្ធខាងក្រៅនោះ ចំពោះរូបនោះមានដែលដឹងខ្លួនមានដែលប្រកាន់ថារូបនេះជាខ្លួនអញធាងដងធាងឆ្នោតអីហ្នឹងមានដែលមកគិតថាខ្លួនអញនេះឯងគឺមិនមែនជាអ្នកទទួលអារម្មណ៍ទេពិតមែនតែរូបហ្នឹងឯងមិនទទួលអារម្មណ៍ពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែក្នុងរូបហ្នឹងឯងក្នុងដើមដងដើមឆ្នោតក្នុងទ្វារក្នុងពងអួយសសរ សាលាសសរវិហារនឹងមិនដែលមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញមិនទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងនេះឡើយនឹងយ៉ាងណាមិញកាលណាបើប្រកាសណាគុណម្ចាស់អប់រំនៅរូបកម្មដ្ឋានរឿយៗដោយឡែកអំពីអរូបកម្មដ្ឋានគឺបានសេចក្តីថាចែករូបហើយនឹងនាមធម៌ដោយឡែកអំពីគ្នាក្នុងពេលនោះចំពោះរូបជាធាតុមិនដឹងមិនមានការត្រិះរិះនឹកគិតដោយ អង្កត់អស់ដោយមេឈើដោយកំណាត់ឈើដោយស្លឹកឈើគឺមិនមានការត្រិះរិះនឹកគិតថាជាខ្លួនឬមិនមែនខ្លួននៅក្នុងរូបខន្ធសត្វនោះដោយស្លឹកឈើមេឈើកំណាត់ឈើមិនដែលគិតថាជាខ្លួនឬមិនមែនខ្លួនយ៉ាងណានៅក្នុងរូបខន្ធសត្វនោះយ៉ាងណាចំពោះរូបកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូបនេះក៏មិនដែលមកចេះគិតថារូបនេះជាខ្លួនអញព្រោះខ្លួនអញមិនទទួលនៅអារម្មណ៍ គឺរូបមិនមានការត្រិះរិះនឹកគិតយ៉ាងនេះឡើយនេះគឺជាធម្មតានៃរូបដូច្នេះទៅមិនគួរមានសេចក្តីប្រកាន់ថារូបនឹងជាខ្លួនព្រោះខ្លួនអញមិនទទួលនៅអារម្មណ៍ជាធម្មតារូបមិនបានចេះគិតយ៉ាងនេះទេរូបនឹងមិនបានមកចេះគិតថារូបនឹងជាខ្លួនព្រោះខ្លួនអញមិនបានសោយអារម្មណ៍គឺរូបមិនបានគិតយ៉ាងនេះឡើយរូបជាធាតុមិនដឹងរូបខាងក្នុងក៏ដូចជារូបខាងក្រៅនឹង ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះចំណុចទី3ដែលបុគ្គលមានសេចក្តីត្រិះរិះថាវេទនាមិនមែនជាខ្លួនទេហើយខ្លួនអញមិនទទួលអារម្មណ៍ក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែខ្លួនអញទទួលនៅវេទនានេះជាទិដ្ឋិទី3ដែលប្រកាន់សញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលនៅវេទនានឹងគឺវេទនាធัวនឹងជាខ្លួនដោយសេចក្តីថា
Sanya come, song car, come, be near the come, and you clone. Sanya, song car, be near the top, you win and wait the near. But by two times, Sanya, song car, be near the clone. People wait the near, be mean car, no flat, madame, sock, wait the near, madame, top. But by clone, you net the two and wait the near. Clone slap him and no hunter, the car time so. Good hat, chop the two nose, get eight, took a map with the near, don't make no money high. Good at my aunt, the car time so, clad roof may, saw in a ramjit sock. Good coin, some yas on car, the year the aunt, the car did. Root hat, my aunt, flit in a row, wrong cigarette, took young man, young man, look, good some yas on car, the year the aunt, the flit in a row. Now, men, but can wait the near, men, but can roof that clone day, they become some yas on car, the year the car, get to clone. Tam bits and yas on car, the year, get hold, they got you move it the near, ជាមួយនឹងវេទនាមិនមានដើម្បីតែសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាខ្លួនហើយខ្លួនជាអ្នកទទួលនៅវេទនាឡើយដូចជាក្នុងសាកសពអញ្ចឹងដែលវេទនានឹងរលត់អស់ទៅអត់មានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខឬសោយអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញដោយសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនៅក្នុងសាកសពហ្នឹងក៏អត់មានដែរដូច្នេះសរុបមកគឺថារូបកាយនេះដែលប្រកបដោយមហាភូតរូបបួនហើយ ដោយឡែកអំពីរូបកាយនេះឯងវេទនាសោយអារម្មណ៍សង្ខារខន្ធគឺមានការត្រេះរិះចាត់ចែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាវិញ្ញាណមានការដឹងច្បាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះគឺត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃបញ្ចខន្ធដែលរកសត្វបុគ្គលទូខ្លួនយើងមិនមាននៅក្នុងពេលនេះកណាគុណចាស់ទេណាសូមអនុមោទនាចំពោះព្រះធម៌របស់